Năm nay thì các dòng Android TV được đa số khách hàng lựa chọn vì mức giá hấp dẫn, cùng với đó là kích thước màn hình TV lớn hơn, công nghệ hiện đại hơn và đặc biệt là TV thông minh hơn. Điển hình dòng sản phẩm Android TV từ 55 inch của Sony đã thu hút được nhiều khách hàng lựa chọn ngay từ đầu tháng 12. Tiêu chí năm nay của mình là mình sẽ lựa chọn một cái TV với kích thước lớn hơn TV nhà mình, và mình cụ thể là mình chọn là TV 55 inch và mình sẽ chọn là cái dòng TV Android. Thứ nhất là nó có tìm kiếm bằng giọng nói, giúp mình dễ dàng tìm kiếm hơn trong quá trình xem TV, và thứ hai là mình có thể sử dụng được nhiều ứng dụng hơn mà không cần phải qua truyền hình cáp. Không như những năm trước, khách hàng hiện tại quan tâm đến những cái dòng TV có kích thước từ 55 inch trở lên, có rất nhiều ứng dụng cũng như các cái trò chơi trên đó rất là phong phú. Đặc biệt khi mua TV trong thời gian từ nay đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2020, quý khán giả có cơ hội tham gia chương trình rước quà Sony Tết thêm gắn kết với nhiều ưu đãi hấp dẫn như phần quà nồi lẩu điện cao cấp hay giảm giá 30% khi mua thêm loa thanh. Ngoài ra, quý khán giả sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hành giúp kéo dài thời gian bảo hành lên đến 3 năm, hay được tặng 12 tháng sử dụng ứng dụng Filmless và Lip TV khi mua một số sản phẩm TV của Sony. Quý khán giả cũng mua dễ đâu có thể đến với Sony Center để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm cũng như những ưu đãi Tết đầy hấp dẫn.